Bạn tiếp theo của chương trình, xin mời Hương, chị bước lên đây. Xin chào chị. Em chào chị. Chị hãy cho em biết chị tên là gì và đến từ giáo xứ nào. Và sau đây là một câu hỏi cũng cực kỳ đơn giản được dành cho chị Theo. Chị hãy cho biết hội học sinh sinh viên giáo xứ Ninh Thị được thành lập vào ngày bao nhiêu? Nếu chị vượt qua từ người xếp thứ hai thì chị sẽ xếp thứ mấy? Trong lần cuộc thì chạy, nếu bạn vượt qua người xếp thứ hai thì bạn sẽ xếp thứ ba. Và tiếp theo chương trình, xin mời lên sân khấu một bạn. Mình mời bạn bước lên đây, bạn hãy cho mọi người biết bạn là gì. Xin chào bạn. Và sau đây sẽ là một câu hỏi dành cho bạn. Bạn hãy cho biết đường nào là đường dài nhất? Câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác. Xin một tràng vỗ tay và mời bạn ở lại. Và tiếp theo chương trình, xin mời lên sân khấu một anh cực kỳ đẹp trai. Xin mời anh bước lên đây. Cho em hỏi anh nhé, anh tên là gì và đến từ giáo xứ nào? Ok, mình tên là Hùng, mình đến từ giáo xứ Nam Phương. Xin chào anh Hùng, anh đến từ giáo xứ Nam Phương. Mai sau đây sẽ là một câu hỏi được dành cho anh. Anh hãy cho mọi người biết quần nào là quần lông? Quần nào là quần lông nhất? Tràng vỗ tay và mời anh về chỗ. Và sau đây là đáp án của chương trình. Quần lộn nhất là quần đảo. Và tiếp theo chương trình, xin mời lên sân khấu một anh cũng rất là đẹp trai. Em chào anh. Xin chào anh. Anh hãy cho mọi người biết anh tên là gì và đến từ giáo xứ nào? Giới thiệu, mình tên là Kiêm, đến từ giáo xứ Ninh Sa. Xin chào anh Kiêm, anh đến từ giáo xứ Ninh Sa. Và sau đây là một câu hỏi dành cho anh. Có một người da đen, mặc chiếc áo màu đen, mặc chiếc quần màu đen, đi đôi giày màu đen, đi chiếc xe màu đen, đi rơi xuống biển đen. Hỏi anh ấy bị làm sao? Xin
không đưa ra được câu trả lời của mình. Và sau đây là đáp án của chương trình anh ấy bị ứa. Xin một tràng vỗ tay và mời anh về chỗ. Và tiếp theo chương trình xin mời lên sân khấu một bạn nữ cực kỳ xinh xắn, cực kỳ cù rẻ. Xin mời chị bước lên đây. Mọi người biết chị tên là gì và đến từ giáo xứ nào? Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc, đến từ giáo xứ Ninh Mỹ. Xin chào chị Ngọc, và ngay sau đây là một câu hỏi dành cho chị. Có một ông già đi trong một trời mưa, đầu, mắt, mũi, miệng ông ta đều bị ướt, nhưng tóc ông ta không bị ướt. Hỏi tại sao? Và sau đây là 5 giây cho câu trả lời của chị. Câu trả lời của chị là ông ấy đội mũ. Và mời chị về chỗ. Câu trả lời của chương trình là ông ấy không có tóc. Và tiếp theo chương trình không thể bạn đợi lâu nữa. Và sau đây xin mời bạn đứng lên đây. Xin chào bạn. Bạn hãy cho mọi người biết bạn tên là gì và đến từ giáo xứ nào. Con xin tự giới thiệu, con tên là Trúc. Trúc không phải Trúc chó mà là Trúc Trâm. Con xin tự giới thiệu, con ở giáo xứ Phúc Hà. Xin chào Trúc, đến từ giáo xứ Phúc Hà. Ngay sau đây không để anh phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh như sau. Anh hãy cho biết một con trâu đầu quay hướng bắc, đuôi quay hướng nam. Bước sang phải 3 bước, bước sang trái 3 bước. Hỏi, đuôi con trâu quay hướng nào? Con xin tiếp tục đoàn, con xin trả câu thời câu hỏi này như sau. Bố mới bảo là trước khi đi mày trả lời được hỏi này, thì con xin trả lời như sau. Theo kinh nghiệm cha ông để lại, thì con trâu không được quay ngang quay ngược, nó chỉ đi tiến và đi lùi, nên câu trả lời này nó sẽ là theo con là gì ạ? Và sau đây là 5 giây cho câu trả lời của anh. Xin mời anh. Thưa anh, nó là giờ quay lên trời ạ. Xin một tràng vỗ tay và mời anh về chỗ. Và sau đây là đáp án của chương trình. Một con trâu đầu quay hướng bắc, đuôi quay hướng nam. Bước sang phải 3 bước, bước sang trái 3 bước thì đuôi con trâu sẽ chỉ xuống đất. Vâng, xin được chúc mừng hai anh chị đã giành được chiến thắng. Và sau đây xin mời anh Nhất sẽ lên trao một phần quà vô cùng ý nghĩa cho anh chị. Xin mời Nhất. Quả thật, lấy được quà khó quá. Rất nhiều câu hỏi không chỉ đòi hỏi sự ghi nhớ, tư duy, mà chúng ta hết sức tỉnh táo nữa, bởi vì đánh lừa nhiều quá. Vài vòng sau, tất cả các bạn sẽ tỉnh táo hơn để lấy được nhiều phần quà hơn do các bạn ở chương trình tổ chức đánh lòng dấu ấn của các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ trở lại tiếp tục tham gia của các bạn trẻ đến từ giáo xứ Nam Phương. Xin chào, kính mời với một ca kịch với
sầu lắng trong tâm hồn. Và với sự đón tiếp đó, chúng ta sẽ dành một tràng một cái đẹp lớn cho sự hiện diện rất bất ngờ. Điều này tôi nghĩ là các bạn đinh bí sẽ rất nhớ và nhận xem đó là ai nhé. Với các khúc về quê. Theo em anh thì đôi đời sao chiều chơi vơi với dòng sông bên lề bên. Nơi quê ta, tây ta bên đường, nơi thảo thân đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua, đẹp như giấc mơ. Nơi quê ta, dầu sương dãi đắng, tiếng chờ nghèo đều che mãi chiều, kia dáng ai như dáng chị. Đưa nhau ta đi về, đưa nhau ta đi về, đời đi về đưa đôi, đời sao chiều chơi vơi với dòng sông bên đời bên. Bao nhiêu năm theo dòng đời buông trên phiêu bạt nơi cồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tàn bao giấc mơ. Đứng qua không thời gian trôi mau, nơi về đâu là nơi nắng sâu mà yêu quê. Thank you.
yêu chỉ hơi nặng. Khi tình yêu còn gửi lên Chúa đến việc rất nhẹ nhàng và tôn thích của vũ điệu vừa rồi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục vũ điệu của giáo sứ Hải với chủ đề bay đến nước mơ. Chúng ta cùng thưởng thức.